Hôm nay Hòa Minh đồ ba sẽ mua hết vé số cho anh này. Nếu không nhớ hả? Không nhớ thì xem đếm cho. Chuẩn bị rút rồi dạ. Đó là hồ cái đôn bể đường tái hồ đôn bể nó sẽ sống. Vậy anh tên gì vậy? Phương hả? Chưa lập gia đình luôn hả? Nhìn nhìn cái tin nhìn cái chân anh từ virus không chứ? Dạ đâu đó té là một cái hồ ngồi cái tập cái này gãy xương sống đó, đó hả? Rồi gãy xương sống rồi ngồi liệt luôn đó. Nhưng mà bây giờ anh có cảm giác cái chân này không? Cảm giác thì ít, chỉ mình chống đi vệ sinh mười mấy 20 mét thì được. Vậy nhưng không... vẫn còn đi được á phải không? Dạ, nó rung giò nó thì đi ngồi luôn. Dạ. Ủa anh Phương chắc lớn tuổi nghe mấy tuổi gì ta? 44 tuổi. Hả? 44 tuổi. 44 tuổi hả? Dạ. Em hùa anh mấy tuổi hả? Xem. Còn mấy bao gạo đó cho ai? Chiều nay cho người khác à? Mọi người nhớ mua thịt nha, chị này bán ế lắm nè. Em mà chị không kêu em nói tiếng ế là chị đừng hối hận nha, chung của chị nha. Thấy ảnh tật nguyền mà thấy anh thương ảnh mà hỏi cần giúp đỡ nó không? Không, chỉ cần mua vé số à. Hồi bên đồ ba hôm qua cho tặng anh 10 kg gạo. Gì à, cho nữa hả? Cho thêm hả? Thôi được rồi, được rồi. Có rồi đó. Tí xíu chụp hình. Thôi hả? Thôi để em hết cho. Để em cho. Này cầm ấy gánh không? Hả? 116 tờ hả? Thì gia đình anh khó khăn lắm không? Dạ đúng rồi, kiểu buôn bán đủ sống, sống mình, nói chung ngày kiếm sống. Ngày được mấy trăm ngàn. Phần người bà con có cho gạo cho ra ăn không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng có hả? Thì em bữa nay là 116 tờ là tới dưới 120 đi đúng không? 120 là 1,2 triệu. 1 triệu. 1,2 triệu. Rồi em tặng em 200 ngàn. Anh này là xì cho anh ha. Vì đây xì anh chục ký gạo với em gửi cho anh thịt nè. Thịt này về làm gì mua thêm một tí xíu em gửi em thanh toán sao? Cái này chuyện của em. Cái này em gửi ha. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe. Ở phần giúp đỡ đi không? Được rồi phải không? Là mua vậy là mừng rồi phải không? Rồi, vậy là được rồi. Dạ. Vậy là bữa nay là em nói với anh là em hồi rồi em mua vé số cho những người khó khăn như thế này á là để muốn họ nghỉ ngơi, tặng đồ ăn để muốn nghỉ ngơi một ngày thật sớm ha. Anh về anh cứ nghỉ ngơi cho em. Anh đừng có đi làm, anh em thấy đi làm nữa là em không có mua nữa. Nha, cứ anh cứ xách đồ về rồi cần nghỉ ngơi nha. Chiều nay cái này em ê chịu qua số nữa chúng được mà chị mốt ngày nào chúng mua dùng người ta chúng hoài à chúng hàng nhóc nè ai biết là ở qua chắc chúng nhóc này nè. Cảm ơn tất cả bà con luôn ủng hộ cho họ anh đồ ba tất cả công tác thiện nguyện cũng như là mua đồ mua vé số trong cuộc hành trình giúp bà con. Số của những người đa số em mua những cái số trong những người tập nguyện cái này nè rồi em gửi là cho anh em bên nước ngoài á rồi họ mua ủng hộ anh chứ em thì không có giàu gì mà em mua nhiều như vậy. Nhưng mà đụng cái lọc á anh chúng chúng hoài à, bà con chúng hoài à. À chúng à, mà chúng lô 4 số có 2 số chó chưa ai chúng độc đắc. Mà ai chúng độc đắc là em vào rồi. Tại mấy người đó thường chúng số họ không có nhận tiền, họ cho lại không á. Họ cho lại đem đi làm từ thiện nè, bởi vì mấy có tiền em giúp bà con hoài vậy đó. Qua chị kia cũng mua chúng được 2 triệu cái cho hết luôn. Lấy lọc 200 ngàn hay còn nhiêu cho hết luôn. Chị kia chúng 15 triệu cho 3 triệu. Vậy đó mấy bà con chúng như không đó. Rồi anh chạy về đi. Dạ. Ở đây đó hả? Ồ điện thoại em đây hả? Trời nãy giờ quên đi đâu luôn vậy. Dạ. Đi làm gì thiệt không nhưng mà bỏ quên điện thoại hoài. Anh về nha, nghỉ ngơi nha. Rồi. Hai hôm nay Hòa Minh đồ ba mua hết vé số, tí xíu Hòa Minh đồ ba sẽ bán lại cho bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chân nhìn chú bị tật hết à? 44. Hả? 44 à, chân chú bị tật hay vậy? Tật hả? 44 tờ hả? Dạ. Hôm nay công mua ủng hộ hết chưa? Dạ. Về sớm đi ngơi bữa nha. Dạ, dạ, dạ. Xong chú sống nhà hả? À? Sống nhà hả? À? Sống vợ con hả? Dạ. 44 là 400, 404 hả? Còn nãy con ngồi mua lô với số nè, mấy trăm tờ nè. Con mua ủng hộ cho mấy bà con khó khăn với mấy cụ cái số. Rồi con dạ. Ủa tiền bao trơn mấy chị? Chị này trúng số con kiếm chú. Chừng nào mà bán ế quá kẹt quá lại đây con ngon có gì con hỗ trợ cho. Nha, con mua rồi con bán lại cho bà con khác. Dạ. Dạ. Trời chú Nghiên ơi ha. Dạ dạ. Dạ. Mua hết cho chú luôn. Chú thật. Có bốn mấy tờ. Dạ. 44 không? Ừ cho. Mấy chục ngàn đến đâu? Có vợ thì con ngoan. Ây da trời ơi. Thấy thường quá ha. Hốt hết luôn đi. Hốt hết về nghỉ sớm nha. Rồi giọt giọt để giọt. Đây là giọt thiệt đó. Thằng đó nó giọt thiệt đó. Hả? Cái gì? Dạ đúng rồi. Hôm về ba con cũng ra đây mua mấy lần rồi đó. Ông mua với số không chụp hình đúng không? Con kêu ông đi mua đó. Chết bà nội. Tám bảy tờ cho 700 nha. 2 4 6 rồi 6-7 tờ cho 700 luôn, về quê luôn. Cảm ơn mấy chú số nha cả nhà, mới lãnh số về. Chúng độc đắc mới lãnh về. Chú độc đắc nghe thấy mừng. Đâu mà có chú độc đắc dữ bà, con mua là làm phước cho bà con mà. Rồi nha con về nha, bà về đi. Chắc này đâu có giờ lấy vé số. Hôm nay bà con anh sẽ hồi gần trong một tháng vừa rồi á. Dạ. Anh mua tất cả vé số của những người khó khăn, những người nghèo, nói chung là hữu duyên á. Dạ. Thì anh sẽ gửi anh bán lại cho, rồi số tiền lãi thì anh sẽ tặng cho bà con nghèo. Dạ. Thì là đó mình muốn sẽ có em nữa không cần. Dạ. Số tiền lãi đó em hứa sẽ không chắc chắn sẽ đến như thế nào, nhưng mà sẽ tặng cho mỗi người khó khăn khác. Dạ. Thì hiện tại bây giờ em mới ra đúng không? Dạ. Anh sẽ mua hết vé số này cho em. Dạ. Tổng cộng là 110 tờ đúng không? Dạ, đúng. 110 tờ, hết 110 tờ cho anh, rồi anh mua cho. Dạ. Rồi anh hy vọng là ngày mai nghỉ ngày được không? Dạ được. Nghỉ ngày mai nghỉ ngày đi. Dạ. Nói chung về thì mai nghỉ đó. À. Cho nó khỏe. Chung... mai nghỉ một ngày với vợ con đi. Dạ. À, ngày mai cũng là chủ nhật đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Có chụp mà anh dán ra nhà chụp hình như này. Có chụp rồi anh. Thì món cái gì em có chuyện gì em sẽ hỗ trợ. Rồi là trong năm nay thì được hết một ca thấy mừng không? Khỏe luôn không? Khỏe thì vui, khỏe. Khỏe được ngày. Thì hôm nay hổng trời thì ấy đứng phía trước này rồi không? Quên không? Em xây con phía góc này cho thọ anh được không? Đứng ngay được rồi anh ơi. Xây cái xe lại. Vậy cũng được rồi. Ngay được rồi. Được rồi anh để đi. Được rồi. Thì hôm nay là anh sẽ gặp thêm hữu duyên rồi ha. Yeah. Không vào hoàn cảnh thì anh thấy cũng rất là nhiều rồi, anh chưa hữu duyên. Yeah.
Thì hôm nay hội viên thì anh đến sẽ hỗ trợ cho em là tổng cộng là 110 tờ vé số, để cho em ngày mai em sẽ ở nhà với vợ một ngày thôi. Đối với bản thân anh là sẽ hỗ trợ như thế rồi ha. Thì 110 tờ này sẽ là 1.100.000. Rồi hôm rồi anh bán vé số được lại thì anh sẽ hỗ trợ cho em thêm 400.000 nữa. Là anh, tại vì anh muốn là em sẽ ở nhà với vợ em một ngày, với con em một ngày, thì cái đó là cái lòng thành của anh với tất cả mọi người. Anh sẽ hỗ trợ cho em thêm 400.000, tổng cộng hỗ trợ cho em là 1.500.000, đúng không? Là ngày mai chắc chắn là phải ở nhà. Rồi một ngày được hỗ trợ. Rồi nhiều khi cái trong này có lô trúng độc đắc và con gửi thì anh sẽ vô tặng nữa. Dạ cũng mong là vậy đó. Thì em giữ cái này giùm cho anh chút xíu, anh em chụp hình sao cho mọi người thấy cái vui, là tối nay anh bán cho ngày nhiều khi ngày mấy tí xíu em đọc cho anh số điện thoại đi. Dạ đọc số điện thoại cho anh đi. Dạ 0963 999 344. Thì nếu mà nhiều khi thứ nhất là hữu duyên anh muốn mua nữa thì anh sẽ gọi cho em trước. Dạ. Nhờ hữu duyên như vậy, hoặc là ai muốn hỗ trợ cho em nữa thì anh sẽ gọi điện thoại cho em. Dạ. Nha. Thì hôm nay thì anh được biết cũng mấy tháng nay là em trai nó bị tai nạn, do tai nạn này là tai nạn giao thông hay lao động? Dạ, tai nạn giao thông. À. Tai nạn giao thông đó, rồi cái hoàn cảnh đó, em là mổ chân này rất là bế tắc trong cuộc sống luôn. Vợ thì cũng bị dạ tật lãng tai, hai đứa con mà căn nhà hẹp hẹp lắm. Nói chung là họ bên đâu đã biết rồi, nhưng mà chưa đủ hữu duyên giúp em, hôm nay gặp em thì giúp em thôi. Còn những cái cộng với số này á, thì anh chị em nào có muốn mua lại lấy lọc cũng giúp bà con, thì Hồng Minh Hồng Anh sẽ bán lại gửi cho mọi người hết ha. Cái tiền lãi đó Hồng Minh Hồng Anh sẽ giúp đỡ cho tất cả những người nghèo. Vậy thôi. Rồi anh gửi cho em 1.500.000 ha. Bây giờ chạy xe về liền với vợ con luôn. Dạ. Khỏi cần ở đây nữa ha. Rồi cái này là tối nay hai anh em sẽ ba xử lý. Cảm ơn. Rồi. Hôm nay không cho một người nào mua hết trơn đúng không? Dạ. Chặn đường người ta luôn. Ví dụ như em có muốn giúp đỡ nữa không thì nói với mọi người một tiếng đi. Dạ. Có muốn giúp đỡ nữa không? Dạ, nếu chung hoàn cảnh khó khăn ai giúp đỡ em thì em cảm ơn ạ. Ừ, chả nếu không hữu duyên nữa, nhiều khi ngày mai trúng á thì anh vô kiếm em, vô nhà em thăm em ha. Dạ. Cộng một ngày mai trúng đi. Dạ rồi. Ừ. Rồi rồi, nhà đi này hẳn vô đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Chạy về với vợ liền ha. Vậy là hôm nay được ngày mình vui, mình hữu duyên với em ấy rồi. Ôi. Nhìn bên bển có nhìn bên đây, mọi người thấy sao, mọi người đánh giá giùm tôi coi. Nhìn cái bản mặt bển á, thánh thiện vô cùng, nhìn mình cái mặt thế nè. Cô hồn ác đảng ghê hồn không? Giờ lên xe. Thôi mình về. Nói lớn quá sợ bà quên nên đứng xa xa cho bà điếm xong rồi lấy luôn. Nhiều. 66 hả? Hôm nay bán được 66 tờ hả? Hay là còn 66 tờ? 66. Còn 66 tờ hả? 66 tờ. Hay là cháu selfie kìa. Cầm vợ dơ số lên kìa. Selfie nè. Đó, rất yêu đời. Đó, đó. Một ngày bán vé số, bằng một ngày bán được bao nhiêu tờ? 200 con. 200 mà vừa mới lấy được còn 66 tờ hả? Đó có. Bữa nay bà bị hụt tiền mất hết 1 triệu bà. Sao vậy? Cái túi bà lủng. Cái túi bà lúc bị rớt hả? Bây giờ bà đi bán mới chán, bà đi bán bà trả được, tôi phải kiếm tiền chắc. Bà mới trả tại được 600 ngàn à. Bà kiếm rồi. Không có. Không mất có 500 kinh dĩ à. Vậy là nhiều khi ngày mơ có ai trúng cho bà thế à, tiền thêm cái con lấy cho bà thế à. Trúng rồi giá con trai. Con mua con gửi cho những người có lòng hảo tâm nè, những người ở bên nước ngoài hay bên Việt Nam cũng vậy nữa. Thì con theo cái chương trình là giúp đỡ những người cụ già như vậy nè, mua vé số rồi con gửi để cho mấy người kia. À, mà bà cũng biết con rồi. Bà Tư rất mang ơn mấy chú, mấy cô, mấy cậu thương tình, nhất là cháu trai của tôi, thương cô dữ lắm. Mà mỗi lần không gặp bà Tư thôi, gặp bà Tư là ủng hộ bà Tư. Dạ, đi ngang gặp bà là ủng hộ liền. Rất là mang ơn tất cả các nhà hảo tâm, các cô, các chú. Hôm nay con bán tiền giấy số, con bán giấy số cũng con có tiền lời, chắc chắn con sẽ tặng thêm cho. À, ha. Cho con trúng thì con vô con hãy làm từ thiện giúp bà Tư. 66 tờ hả? Con cũng có cọc giấy số nè. 66 ha. 66. Bà Tư buồn. Tại bà Tư. Cái túi là Tư tặng. Rồi gớt cái ấy hả? Không có. Gớt cái túi hay gì? Không có. Để trong túi là con. Cái bà Tư bán trong đám cưới đó thằng dạ, trai. Dạ. Cái túi bà Tư bị xúc bình chỉ. Dạ. Không biết chắc khác. Bà Tư mới bán được
tâm mua cho bà Tư chầu, ta thấy ta thương tâm luôn. Giờ bà Tư mới giết cho bà Tư trả lại lại bắt tiền 2 triệu 500 ngàn. Cũng thiền có những lúc mình lụm tiền cái mình xài mình thấy rất là đã ha, nhưng mà những lúc những thấy mình lụm tiền của những người như thế này khổ gì mình không được trả lại, cái mình thấy mình đứt đứt từng đòn ruột ha, nên ai nhặt của rơi được thì cứ trả lại giùm. Dạ. Không, nhưng mà nhiều khi người ta muốn trả mà người ta không biết người, không biết không gặp mình để người ta trả. 100 người mới có được người tốt. Dạ. Dạ. Vậy nhiều khi bà Tư hôm nói bao nhiêu tuổi rồi nè ta? Sáu mấy? Bà Tư 60 rồi đó. 60 hả? 60 mẹ bằng mẹ con rồi đó. Hồi bữa mà con mình bữa mà bà Tư bán nha. Dạ. Chứ cái bán chị cha trời mưa. Dạ. Xe nó gãy. Xe nào gãy? Cái xe nó gãy rồi. Ủa xe này banh chảnh trơn hả? Banh trơn rồi con ơi. Sao không có tiền mua xe mới hả? Xe này nhiêu tiền vậy? Xe này giá với làm máy luôn là 10 mấy triệu. Còn không có làm máy là mấy triệu? 5-6 triệu. Cái 5-6 triệu đó con. Để chừng lại con trúng đây rồi con lấy nhà. Thôi để con nhiều khi ai trúng số con xin cho chiếc xe. Dạ, ok. Dạ, thôi giờ cho chiếc số con trước coi. Giờ cơm bỏ chạy luôn rồi. Thì hôm nay là con lấy là 66 tờ giấy số của bà ha. Con gửi cho bà nè, 66 là 600, mà cầm 660 tờ, chia 600, đúng không? 660 ngàn. Đâu đủ chưa? Chưa. Đủ chưa? Chắc chắn chưa? Rồi. Rồi. Đây, trả đây, giấy số chơi về tiền trao cháu mốt. Rồi, con lì xì cho 200 ngàn tiền, con bán giấy số lãi hổm rài, bà con tặng. Lì xì cho 200 ngàn nữa, tí xíu chụp hình. À. Đó, bây giờ con hôm nay con mua hết giấy số cho là Tư rồi nè. Rồi bây giờ là tặng thêm 200 ngàn, tiền hổm về con bán giấy số lâu lâu con có lãi con tặng. Rồi bây giờ là quyết định một điều là về nghỉ sớm luôn. Con có gạo nữa, mạnh thường quân mới tặng gạo mà hổm về con ít bữa nó có là con đem tặng gạo nha. Rồi. Rồi là bữa nay là mất hết 1 triệu, chiếc xe này lại bị hư. Rồi con cái đâu rồi? Trời ơi, nó ở xa con, nó cũng nghèo. Ngày nào cũng lên đên dầm mưa dậy nắng bán vậy đó hả? Dạ. Rồi bà Tư về đi, quay phim bà Tư cái coi cho đẹp hình sân khấu coi. Rồi ngủ hôm nay ngủ sớm luôn nghe. Dạ, về ngủ, okay. Ngủ cho ngon một bữa đi, rồi ít bữa đem gạo, gạo chắc chắn là có. Rồi nói là Minh gửi nha. Dạ. Nói mai mốt nó Minh gửi nha. Rồi, dạ. Nhưng dạ dạ. Ước gì có người trúng số cho bà chiếc xe trời. Rồi.